chào nha. Như mọi người đã biết ấy, thì gần đây rất nhiều các trang nổi lên dựa trên nền tảng Ethereum cốt lõi, ví dụ như kiểu là Phantom này, hay là Binance Smart Chain này, KuCoin, OKEx, Mubi Eco, Avax, thứ. Thì mỗi trang có một cái ID riêng và các currency riêng, ngoài ra có RPC nữa. Mọi người thường thường sẽ phải thêm bằng tay, mất thời gian. Hôm nay mình sẽ giới thiệu mọi người một trang. Một trang này có thể thêm được rất nhiều các mã khác nhau, chỉ cần kích thêm vào MetaMask là được. Tích hợp vào MetaMask rất đơn giản. Rất nhiều trang nhé, kể cả Testnet nữa, không chỉ riêng về Mainnet. Đấy, không có cả Celo này. Đó là cái trang này, trang chanit.org. Mọi người thì muốn thêm mạng nào có thể vào đây tìm kiếm, kể cả tất cả các mạng Testnet. Giao diện vào nó sẽ coi như này nhé. Đây, nó có Ethereum này, tích phản quốc này, đây Ethereum Testnet. Nó xuống thì nó còn có rất nhiều cái Testnet Classic, Thái Chan này, Ubix này. Đấy, rất nhiều nhá. Thì trước tiên mọi người vào đây ấy, để có lúc collect ở đây, mọi người sẽ collect với cái ví, địa chỉ ví của mình nhá. Đấy, mọi người đồng ý thì nó mới collect được. Collect vào ví, kết nối với cái ví bên đó mắt của mình thì nó sẽ ra cái kết quả này. Mọi người muốn thêm trang nào vào ấy thì mọi người có thể vào đây tìm kiếm trên này, thanh cường tìm kiếm này thêm nhá. Mình tìm nhá, mình tìm BNC đi. Đấy, nó qua đây thì ngoài kích thêm vào MetaMask là được. MetaMask, đấy, đây mình thêm rồi, thêm rồi. Em tìm OKEx này. Celo đây. Đây, Celo Manet này, đấy. Kích thêm vào MetaMask. Đây, MetaMask. Đồng ý được đấy, nó sẽ có hết. Có trang ID nữa. Cái hệ thống này nó có sẵn rồi, mình chỉ việc kích đồng ý là được. Thêm vào luôn. Nhớ không? Mình đã kiểm tra với MetaMask có xem một rồi nha. Đấy, xem một Mainnet đây. Cái này mình có tích hợp rất nhiều loại rồi. Avax này, Function này, đấy, One này, Phantom này, Echo này, có cách này, Avax này. Multiver thì trang này nó tích hợp nhanh chóng và gọn nhẹ, mọi người không phải nhập số liệu bằng tay nữa. Nhưng mà nó mọi người phải tin tưởng vào cái trang này thì mọi người mới kết nối nhá. Tin tưởng thì không ấy đâu, mình có mẹo, mọi người có thể tin tưởng. Mọi người sẽ tạo một cái hai ví như đây chẳng hạn, đúng không? Tạo Acco 1 kết nối xong Acco 2 là mọi người cũng có thể dùng được mạng đấy luôn. Acco 2 không cần kết nối. Đấy, cũng mình mọi người có thể dùng được, có thể là app tài khoản ví 1 dùng để kết nối trang này, và tài khoản ví 2 dùng để ví chính, không liên quan đến các ví khác nữa thì nó đỡ sợ hack nhất ví ấy. Đấy, mọi người muốn tìm cái nào thì có tìm kiếm trên thanh này được.